Hưng Yên kính chào quý vị khán thính giả đến với chuyên mục Mỗi tuần một chuyện. Kính thưa quý vị, trong thời gian qua thì phải nói là giới quan sát, những người theo dõi chuyên nghiệp về thời sự cũng như là những người dân bình thường hay là những phóng viên soạn tin tức hay theo dõi thời sự như chúng tôi đây đều chú ý tới phải nói gọi là, nếu mà nói rộng ra là cái quan hệ của Hoa Kỳ và Trung Quốc, nhưng mà nói cô đọng lại đó là cái chiêu mà Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ đang gọi là đang chơi ở Trung Quốc, từ kinh tế cho tới vấn đề Iran cũng như là cái liên minh giữa Nhật, Hoa Kỳ và Úc Châu để chống lại cái gọi là một con đường, một vành đai của Trung Cộng, một cái tham vọng lớn. Thì hôm nay đó thì trở lại với một cái chủ đề mà luật sư Hoàng Duy Hùng sẽ chia sẻ với chúng ta thêm nhiều góc cạnh nữa, đó là chiêu của Tổng thống Donald Trump với Trung Quốc và sự kiện rõ ràng chi tiết ra làm sao và nó sẽ có tác dụng hiệu quả như thế nào, thì chúng ta sẽ lắng nghe luật sư Hoàng Duy Hùng. Nhưng trước hết thì xin chào luật sư Hoàng Duy Hùng, anh khỏe không ạ? Xin kính chào anh Hưng Yên và xin kính chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Anh Hưng Yên đang nói một câu chuyện gọi là biến chuyển lớn của cả thế giới, mà đặc biệt liên quan đến Iran, mà Tổng thống Hoa Kỳ là ông Donald Trump, ông dùng cái chiêu gọi là cách sơn đảo ngưu, tức là ông quấn một cái sơn, tức là cái núi Iran đó, nhưng mà thực sự đằng sau á, con trâu Trung Quốc nó chết. Dạ vâng. Bây giờ thì để mà bắt đầu đó, thì chúng tôi nghĩ tới cái chuyện rằng là mới đây thôi, hình như là ngày 10 hay sao chúng tôi nhớ không lầm, thì ông Trump với tuyên bố sẽ là cái trừng phạt của Iran chính thức bắt đầu. Chính thức bắt đầu một cái sự trừng phạt của Iran là một cái kế hoạch dài từ hồi tháng 4 năm 2018, khi Tổng thống Trump ông nói là ông rút khỏi cái hiệp ước vũ khí hạt nhân với Iran. Nhưng mà ông đưa ra những cái gọi là cái tiến trình 3 tháng. Thì cái áp đặt mà trừng phạt bây giờ nó chính thức áp đặt trừng phạt đó là ngày 7 tháng 8 năm 2018. Và sau đó là sau 90 ngày nữa sẽ gia tăng cái đợt áp đặt thứ hai là tháng 11 năm 2018, sẽ có một cái đợt áp đặt thứ hai nó nặng hơn. Nhưng mà bây giờ chưa gì là mới có cái áp đặt đó mà cũng đã là Iran cũng đã xính vính và ông Trung Cộng cũng đã điên đầu. Dạ vâng. Thế thì cái câu chuyện nó như thế nào gọi là xính vính về điên đầu? Có phải là Tổng thống Trump nhắm vào Iran hay là Tổng thống Trump nhắm vào Trung Quốc? Đó là cái vấn đề mà chúng tôi phải muốn luật sư Hoàng Duy Hùng chia sẻ thêm. Nhưng mà chúng tôi cũng xin nói là có lẽ là đây là một đề tài mà cá nhân Hưng Yên là đã ngứa nhất, nếu mà chúng tôi nói theo lời bình dân, đó là bởi vì lúc nào cũng muốn là có ai đó quýnh Trung Cộng càng coi như là càng tè bè tất bé, là càng khoái. Nhưng mà phải nói là cái điều mà ông Tổng thống Trump của Hoa Kỳ mà kỳ này gọi là đối phó với Trung Quốc làm nhiều người rất là ủng hộ và rất là đã, thì cái này chúng tôi cho rằng là nhờ luật sư Hoàng Duy Hùng chia sẻ thêm một chút là khi mà trừng phạt Iran thì tại sao lại có một số người hiểu rằng đó là gián tiếp để chơi anh Trung Cộng. Khi mà Tổng thống Trump trừng phạt Iran đó, thì thưa quý vị, là một trong những cái nguyên do Tổng thống Trump muốn trừng phạt là vì Iran chuyển dầu hỏa rất là nhiều cho Trung Quốc qua cái con đường tơ lụa hoặc là qua cái eo biển mà Adaman, rồi không, eo biển Hormuz là giấy, nhưng mà chuyển dầu xuống Adaman là thông qua miếng điện để về tới Thượng Hải, xin lỗi là từ ở Vân Nam rồi Thượng Hải, chứ không cần gì phải đi chuyển dầu qua bên cái eo bể Malacca. Dạ. Thưa quý vị, đó là cái con đường mà Tổng thống Trump muốn trừng phạt, là tại vì á, là Iran chuyển dầu hỏa cho, là một trong những quốc gia cung cấp dầu hỏa lớn nhất cho Trung Cộng. Đó là điều thứ nhất, mà Trung Cộng cần dầu hỏa để có phát triển về kinh tế. Thứ hai nữa thưa quý vị, đó là Iran mua các đồ của Trung Quốc rất là nhiều. Nhưng bây giờ đó, khi mà Tổng thống Trump trừng phạt như vậy là không cho đồng tiền đô la ra vào, thì là Iran không trả được đồng tiền Iran cho Trung Quốc, là tại vì Trung Quốc đâu dạy nhận cái tiền giấy của anh, là cái tiền Iran là không có giá trị, mà không có tiền đô thì không có hàng hóa. Thì Trung Quốc không bán được hàng hóa thì cũng bị ế, tức là bị giọng hai, tức là dừng hai ông ở một cái điểm khó mà buôn bán với nhau. Và tôi với quý vị là để hiểu cái sự trừng phạt của Tổng thống Trump. Từ ngày 7, tất cả những công ty nào mà làm ăn với Iran, thí dụ như là buôn bán dầu hỏa,
buôn bán bất kỳ một cái chuyện gì luôn, cả cái gọi là iPhone. Công ty Huawei là một công ty lớn của Trung Quốc bán tất cả các đồ điện tử sang bên Iran, mà bị gọi là bị cấm một cái như vậy đó thì họ rất đau, tức là cái thị trường cũng bị mất, thưa quý vị. Đó là quý vị thấy là Tổng thống Trump cấm tất cả liên quan đến Iran, là gọi là chứ là thắt chặt lại hết. Những công ty ở bên Âu Châu đó, họ nói rằng là chứ họ biết rằng là nguyên thủ của họ, thí dụ như tại Pháp thì họ biết là Tổng thống Macron hay là bà Angela Merkel đó, là Thủ tướng của Đức, nói rằng là chúng tôi hứa quý vị cứ làm ăn đi, còn nếu mà Tổng thống Trump không làm áp lực ở trừng phạt á, lỡ có chuyện gì thì chúng tôi có những cái ngân khoản dự trữ, ngân khoản đen để cứu trợ quý vị. Nhưng công những công ty này họ nói chứ không, chúng tôi không làm như vậy, tại vì chúng tôi đi đường dài, chúng tôi làm ăn ở với Hoa Kỳ, chứ đâu có để mà gọi là lỡ có chuyện gì á thì còn bị nặng hơn. Không có dạy gì mà làm ăn với ông Iran, mà trong khi đó ông Hoa Kỳ cũng đã ham đe tới mức như vậy rồi. Và thưa quý vị, đó là cái tình trạng đối với những quốc gia, những công ty ở tại Âu Châu. Ở tại Trung Quốc cũng vậy thưa quý vị, nói rằng là Trung Cộng hùng hùng hổ hổ, nói rằng là chúng ông không có tuân thủ đã làm được cái gì. Nhưng thưa quý vị, đó là nhà nước nói, chứ các công ty họ đâu có dạy gì. Thưa quý vị, tại sao? Tại vì các công ty bây giờ của Trung Quốc cũng được vào WTO thì phải theo cái gọi là nguyên tắc chung của thế giới, vào thị trường chung thế giới, cái thị trường sang hai đó thưa quý vị. Những công ty đó, tôi nói thí dụ cái công ty Alibaba nè, cũng về gọi là về giao thông, về vấn đề mà điện tử nè, cũng bán chứng khoán trên thị trường này thưa quý vị, bị sụp liền. Nếu mà không có chịu là bị bó tay. Những công ty như Huawei nói cái đã nhờ giàu rằng là của nhà nước nhưng mà cũng bị e ngại. Nhưng mà cái công ty như GTE thì ông hoảng sợ rồi, ông đã bị từng một lần bị trừng phạt biết bao nhiêu tỷ bạc, và bây giờ ông bị do chính người Mỹ điều khiển đó. Cho nên ở bên Trung Quốc thưa quý vị, nói rằng là Trung Cộng nói là không sợ, nhưng mà các đại công ty đều không dám làm cái gì hết, không dám làm ăn với Iran. Tại vì thưa quý vị, có hai lý do không dám làm ăn với Iran. Thứ nhất là do ông Mỹ trừng phạt nặng nề, khó khăn làm ăn với Hoa Kỳ. Thà làm ăn với Hoa Kỳ chứ không thể nào mà đi làm ăn với một quốc gia có thể bị Hoa Kỳ đối đầu đủ thứ hết. Đó là điều thứ nhất. Cái thứ hai, thí dụ như tôi nói là những cái công ty bán lẻ đó thưa quý vị, made in China, những cái hàng gia dụng đó bán cho ông Iran. Ông Iran bây giờ đó, Hoa Kỳ đó, kiểm soát đồng tiền đô la ra vào một cách kỹ lưỡng chặt chẽ, thì ông Iran đâu có tiền. Bây giờ trong nước đó thưa quý vị, trong nước Iran người dân đó, họ đổ đi, họ mua vàng, họ mua luôn cả đô la, họ dự trữ, họ không xài ra ngoài, không còn tiền giao dịch, không còn tiền nữa. Và bây giờ mà sắp tiền Iran của mấy ông mà gọi là ông trùm khủng bố đó thưa quý vị, mà đi ra mà bảo giao cho ông Trung Quốc á, mấy công ty Trung Quốc đâu có đâu nhận. Ê, tôi đâu có mua gì, tôi bán cho ông mà tôi đã vừa bị cho ông Mỹ ông ham đe mà để tôi nhận cái đồng tiền giấy lộn này thì không có. Dạ vâng. Bởi vậy cho nên chỉ trong vòng mấy ngày thôi thưa quý vị, Iran là đã xáo trộn lớn rồi, nào là biểu tình rồi thiếu nước, là lương thực khan hiếm, bây giờ đứng xếp hàng dài dài. Đó là cái tình trạng ở tại Iran, là người ta còn sợ rằng là có thể nổi dậy để lật đổ chế độ. Thì nhiều bình luận gia của Hoa Kỳ có biểu tình rồi anh. Có nhiều lắm rồi. Dạ vâng, cái câu hỏi rằng là Iran có bị sụp đổ hay không thì chắc chắn không phải không ạ? Không. Cái đây mới là cái dạ chiêu vâng. đánh tâm lý để cho ông tổng thống của Iran là ông Rouhani đó, ổng chỉ là quỷ lụy xuống, ổng đừng có hung hăng lên thôi. Anh Hưng Yên nhớ cái kỳ mà mới vừa tổng thống Trump nói rằng là sẽ rút lại cái hiệp ước vũ khí nguyên tử đó, thì bên Iran làm hung hùng hổ là hổ lên, bảo dạ là vâng. Chúng tôi sẽ dạy cho Hoa Kỳ một bài học là đủ thứ hết không, mà hãy coi đây là Iran sẽ gọi là ra đòn vân vân. Nhưng mà cái ra đòn của họ thì quý vị đã biết rồi, họ dùng cái lực lượng của họ ở tại Syria, biên giới với Syria đó, họ tính tấn công vào cái cao nguyên Golan ở tại Do Thái, thì bị ông Do Thái, ông chỉ cần sử dụng trong vòng một đêm 3 tiếng đồng hồ, ông triệt hết tất cả các cái hạ tầng quân sự của Syria tại đó, của Iran tại đó, và họ còn ham hoe lỡ có chuyện gì họ quấn tới Iran. Thì quý vị biết rồi, là Iran xẹp với Do Thái. Rồi bây giờ đó có nhiều người nói ôi lúc đó là Iran hăm dọa lên là chứ là có chiến tranh với Mỹ. Khỏi cần thưa quý vị, Mỹ chỉ cần bắn vài cái rocket. Nhưng mà xin lỗi quý vị, là Mossad của Israel, đạo quân của Israel, họ
cho không quân oanh tạc không đủ chết rồi. Cho nên nó là Iran im cho tới ngày hôm nay. Ngày hôm nay bị trừng phạt xong là Iran cũng không còn dám lên cò quậy nữa. Bây giờ cho nên là cầu cứu với ông Trung Quốc, với ông Nga là xin cứu chúng tôi, giúp chúng tôi. Cái ông Mỹ này là bully lắm, tức là ông Mỹ này là chơi cái chiêu gọi là cái người gọi là ăn hiếp chúng tôi, người lớn hiếp. Ông Nga lo cái thân ông chưa đủ nữa, tại vì hiện giờ ông Nga cũng bị Mỹ trừng phạt này. Lấy cái lý do rằng là ông Nga giết hai điệp viên, ông điệp viên ở tại Anh nè, hai cha hai bố con, chưa có nói là chỉ là đầu độc thôi mà không chết, thưa quý vị, ám sát ruột đó, đúng không? Rồi ông Trung Quốc đang bị gọi là chiến tranh thương mại nè, chiến tranh thương mại. Thì nhưng mà cái này họ cũng không cứu rồi đã. Nhưng mà nhiều người nói, ủa vậy thì Iran là cái gì mà Mỹ cũng chưa muốn cho sụp là sao? Anh nghi ngờ đi. Cái đó thì là luật sư Hoàng Duy Hùng luôn luôn có một cái giống như là Triều Tiên chẳng hạn. Luật sư Hoàng Duy Hùng, chúng tôi nhớ là cái ý tưởng của luật sư Hoàng Duy Hùng nói rằng là Trump tới nói rằng là cấm thì cấm nhưng mà cứ làm nguyên tử đi, phải không ạ? Bây giờ cái câu chuyện mà về vấn đề Triều Tiên đó, không, thì cũng tương tự như Iran, cũng tương tự như Iran, nhưng mà có cái gì đằng Iran, sau Iran vậy không? Khác nhau. Có cái gì đằng sau không? Iran khác. Dạ vâng. Cái của Triều Tiên á thì những gì chúng ta nói đã xảy ra rồi. Dạ vâng. Và hiện giờ cái tình trạng của Triều Tiên là tất cả những gì chúng ta nói là đã đúng, ngay cả cái diễn tiến đó, cho nên không có gì lạ. Nhưng dạ mà cái Iran nó khác với cái Triều Tiên là ông Mỹ có để cho Iran có vũ khí nguyên tử hay không là chuyện khác. Ông Mỹ không muốn cho Iran có vũ khí nguyên tử cái này vì nhiều lý do, có nghĩa là thực tâm đó chứ không phải như Triều Tiên. Và đó là chuyện này đó là vì do chính ông Do Thái không muốn. Ông Do Thái thì ông sợ Iran về có vũ khí nguyên tử lắm. Cho nên ông Jared Kushner đó là con rể của ông Tổng thống là Trump, là người Do Thái, mà ông cũng là cố vấn của ông Tổng thống Trump, ông là người Do Thái. Cho nên cái chuyến này là phải bứng cho bằng được cái gọi là vò lò nguyên tử của Iran. Nó khác nhau với cái chuyện của Triều Tiên. Của Triều Tiên. Nhưng mà không phải là bứng chế độ, hai cái nó khác nhau. Bứng lò vũ khí khác, bứng chế độ thì khác. Thế nhưng mà bây giờ đó là đằng sau này á, là ông Trump ông dùng Iran quấn vừa rồi đó như vậy đó, thì là để ông quấn tiếp là cái con trâu lớn đó, tức là cách sơn đã ngu, phải không? Cái con trâu lớn đó là ai? Quý vị hãy nhớ là hiện giờ ông Trump ông đưa ra nhiều chiêu lắm, nào là bao vây Nga Xô rồi gì đó, nhưng mà thực sự tất cả đều là giả, là hiện tượng. Cái chính mà là Trung Quốc. Dạ vâng. Bây giờ thế này, luật sư Hoàng Duy Hùng có nói tới Trung Quốc thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi theo dõi, chúng tôi thấy ông Tập Cận Bình, thì nếu mà cá nhân Hưng Yên đó, luật sư Hoàng Duy Hùng, chúng tôi khen ông Tập Cận Bình, chúng tôi thích cái cách của ông Tập Cận Bình, rất bình tĩnh và cũng rất là dữ dội mà cũng rất là nhu mì. Để hỏi thêm chi tiết đó, thì chúng tôi thấy là một số khi mà ông Trump tuyên bố đánh thuế thì bên ông Tập Cận Bình bên Trung Quốc cũng tuyên bố đánh thuế cũng 16 tỷ, cũng 30 tỷ, cũng 50 tỷ, cũng tương đương lắm, cũng rất là dữ dội. Thì bây giờ tiện thể thì ông Trump tung chiêu rồi, thì bây giờ đối với luật sư Hoàng Duy Hùng thì ông Tập Cận Bình tiếp chiêu như thế nào? Và có tầm cỡ hơn hay là ngang cỡ như ông Trump? Phải tầm cỡ ngang bằng chứ làm sao mà gọi là thua được. Có hơn được không? Trung Quốc là một quốc gia có văn hóa lâu đời, có tiềm năng sức mạnh của dân chúng, có tiềm năng sức mạnh về vấn đề tài nguyên. Cho nên nói rằng là Trung Quốc mà là đỡ đòn mà dở thì đâu có đúng. Nhưng mà vâng, cái chiêu người ta nói rằng là cho hai ông đưa chiêu ra thì mình đoán cái chiêu nó đi tới đâu. Thì bây giờ đó, nói này thưa quý vị, là quý vị biết ở bên Hoa Kỳ này họ đang có một cái phong trào cổ suý trên mạng lưới cũng như là trên YouTube là Understanding the Arts of War of Sun Tzu, tức là hiểu được binh pháp của Tôn Tử. Đó là cái cao trào của Mỹ, là bây giờ đó muốn vô West Point học á, là cũng phải học, phải thuộc lòng binh pháp Tôn Tử. Đi vô để làm tướng của Hoa Kỳ bây giờ là phải biết Tôn Tử binh pháp. Và họ nói là chơi là các chính trị gia của Hoa Kỳ đều phải có cuốn sách Tôn Tử binh pháp, và của bên Trung Quốc phải hiểu được cái đó. Thì bên phía của ông bên Tập Cận Bình cũng vậy, cũng cổ suý vấn đề Tôn Tử binh pháp, là họ đối đầu với nhau, họ xem thử cái đối phương như thế nào, họ hiểu cái chuyện đó. Thì anh Hưng Yên mới nói rằng là chứ một trong những cái chiêu của ông Tập Cận Bình bây giờ là yên tĩnh, là vì sao? Bên phía của Hoa Kỳ đang sử dụng chiêu động. Vâng. Và trong bên phía bên Tôn Tử binh pháp, khi nào mà người ta động quá trời nhiều á, thì cách hay nhất để đối phó là tĩnh. Hiện giờ ông Tập Cận Bình đang đi cái chiêu tĩnh đối với ông Tổng thống Trump.
Nhưng mà bây giờ cái tỉnh cái động nó như thế nào, bây giờ mình nói sơ cái một chi số tiết một chút cái tỉnh của ông là sao? Không, ông đâu có nói gì nhiều đâu. Ông cái cách hành động sao? Vì Hưng Yên thấy là luôn. Cái này Hưng Yên thấy là thưa luật sư Hoàng Duy Hùng khi mà nói rất là to mồm, nhưng mà Hưng Yên nhớ một lần đọc một bản tin thì là ông Tập Cận Bình đã rút dầu mỏ ra khỏi cái danh sách của cái đánh thuế lúc cái, trước cái, thì cho cái này dầu mỏ cái này rồi. Nó để cho anh Hưng Yên, ông Tập Cận Bình ông khôn lắm, ông thì đã vấn đề Hưng Yên muốn á, là luật sư Hoàng Duy Hùng phân tích cái khôn ông nói ông nói rằng là chứ Hoa Kỳ bây giờ đó là tự nhiên cái đơn phương đánh thuế đủ thứ hết phải không? Làm cho chúng tôi bây giờ là cảm thấy rằng là không hiểu Hoa Kỳ muốn cái gì. Nhưng bây giờ đó chúng ta có cái WTO thì chúng ta đưa vô WTO để xử. Đó, ý là ông Tập Cận Bình là ông muốn là gì? Ông muốn nói rằng là cho hiện giờ cái chiến tranh thương mại mà ông Tổng thống Trump khơi mào đó là một cái chiến tranh không có đúng đắn. Vì chúng ta đã đi vô tất cả ở trong WTO rồi. Cho nên thôi xin bây giờ đưa vô WTO làm trọng tài. Đó là lời của ông Tập Cận Bình muốn đá cái banh này á, là nói rằng là chứ à chúng tôi muốn cho những cái thế lực khác để giảng hòa. Nhưng mà ông Tập Cận Bình ông nói vậy thì nhiều người ta nói là chứ ơi ông Tập Cận Bình ơi à, bây giờ Mỹ nói chứ ông đòi WTO là ông là cái tên ngang ngược nhất từ xưa tới giờ, làm sao chúng tôi đưa ông vô WTO được. Ông tự nhiên cái ông tự xưng cái là ông có cái lưỡi bò, đường lưỡi bò chính đoạn đủ thứ đủ trò ở Biển Đông. Rồi khi mà Phi Luật Tân đưa ông ra tòa án quốc tế để ngồi xử, mời ông vô, ông không thèm chưa vô để xử. Ông đó kêu là quốc tế xử. Bây giờ đó, quốc tế ở La Hague xử xong, ông không thèm tới. Xong rồi ông vẫn tảng lờ, ông áp đặt, ông quân sự hóa Biển Đông. Ông nói là không có. Bây giờ có đủ bằng chứng là ông quân sự hóa Biển Đông. Thế thì bây giờ hỏi rằng là tại sao Hoa Kỳ phải tôn trọng ông, đưa ông ra WTO. Khi nào mà ông tôn trọng các luật pháp quốc tế thì Tổng thống Trump sẽ đồng ý vô trong WTO để ông xử. Như vậy là ông Tập Cận Bình ra cái chiêu coi là ông đá cái banh cho người khác đỡ. Nhưng mà Hoa Kỳ đá ngược lại cái banh đó cho ông. Anh nghe không? Tôn tử binh pháp cho đó. Anh đá cái banh cho tôi thấy rằng anh đá cũng có lý lắm thôi. Tại anh Mỹ, anh là ngon lành, anh là người từ xưa tới giờ là nói về luật pháp này nọ, tức là nói theo cái kiểu mà người ta bảo là trên rất là ngụy quân tử đó. Tại anh rất là đàng hoàng không? Thì bây giờ anh đàng hoàng anh đưa vô cho WTO để người ta cùng xử. Không? Thì ông Mỹ ông đá lại, đợi cái này đó. Anh khi nào mà anh đàng hoàng á, thì chúng tôi sẽ đưa đối với ông đàng hoàng, tức là đi với bút mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, phải không? Giấy. Đó là cái chiêu của hai cường quốc chiêu với nhau. Vâng. Thế trở lại cái chuyện Biển Đông chút xíu anh thưa anh Nguyên, dạ, tại vâng. Vì nó sẽ đưa ra cái bây giờ này. Thế này, bây giờ chúng ta có hai phần thì cái chuyện Biển Đông nó cũng hơi ly kỳ. Không, nó đi chung hết nhau. Hôm nay không có hai phần, hôm nay chỉ có một phần thôi. Nhưng mà cái chỗ này hơi Hưng Yên muốn luật sư Hoàng Duy Hùng nói rõ thêm cái chỗ này cho Hưng Yên một chút nữa. Là khi cái chuyện ông Trump tung chiêu ra thì cá nhân luật sư Hoàng Duy Hùng phân tích một chút cho Hưng Yên nghe cái cánh tiếp chiêu của ông Tập Cận Bình nó hay chỗ nào và nó có thể nào là thắng được ông Trump và nó có thể là giành được cái thế chủ động hơn hay là bị ông Trump đánh hay là bị cái thế chủ động muốn cái hiện chỗ đó giờ chút. Bên phía Trung Quốc và ông Tập Cận Bình bị động rất là nhiều. Vâng. Và để gọi là đối phó lại với cái tình hình mà ông Trump ông tấn công rất là nhiều mặt đó thì Trung Quốc nói chung và ông Tập Cận Bình đó, lắng động lại phản ứng một cách rồi là chứ có lệ cho một số vấn đề như tôi nói rằng là chứ ông nói tôi đánh thuế tôi đánh thuế lại nhưng mà không dám đánh không có đủ bao nhiêu hết đó. Nhưng mà cái quan trọng nhất là họ muốn đá cái banh này để vô trong chính trường quốc tế để đỡ đòn thì bị Hoa Kỳ đá ngược trở lại bảo là chứ anh không phải là cái người tôn trọng về luật pháp quốc tế thì cũng chưa có đá vô trái banh đó được. Thế bây giờ đó là ông Tập Cận Bình làm gì? Ông Tập Cận Bình im miệng, đợi xem tiếp. Tức là ta bảo là lấy cái tỉnh để chế cái động. Nhưng mà cái dự đoán của anh thì cái vụ mà cứ đánh thuế qua, đánh thuế lại thương mại này rồi sẽ đi về đâu? Cái dự đoán của anh. Nếu mà gọi là cái chiến tranh thương mại này tiếp diễn thì Mỹ thắng chứ. Đương nhiên nhiều lý do. Nhưng mà cái đó chúng tôi sẽ bàn nhưng sau. Nhưng mà một bên là bể đầu, một bên có bị sức tráng không? Khi mà hai con trâu hút nhau thì đương nhiên cũng sẽ mỗi bên có những cái sự thiệt thòi. Nhưng mà về lâu về dài Hoa Kỳ thắng là tại vì có những cái chuyện mà gọi là Hoa Kỳ họ tính toán rồi. Cái chiêu của bên Trung Quốc á, là làm sao đánh vào cái gót chân của ông Trump cá nhân chứ không phải là về nước Mỹ. Và ông chúa Tập Cận Bình tập trung vô đó là cái The Belt, Sun Belt States. Vâng. Tức là những cái tiểu bang á, mà nông nghiệp mà yểm trợ ông Trump, tức là họ nói là chứ bây giờ đó là tăng thuế về vấn đề mà xuất nhập cảng của bên đậu nành nè, thuế về thịt heo, thịt bò đủ thứ là tức là nông phẩm. À, đương nhiên các cái tiểu bang miền Trung đó thưa quý vị, họ có bị thiệt hại là tại vì tăng thuế thì cái sản xuất của họ đó
nó thấp đi là tại vì cái nhu cầu của Trung Cộng nó không mua nhiều. Trung Quốc mua hàng ở tại Ba Tây, ở những quốc gia khác. Đó chỉ là ngắn hạn thôi. Tại vì dài hạn á, những người này, những Trung Quốc cũng sẵn sàng quay trở lại mua hàng của Trung Quốc, của Mỹ. Vì hàng của Mỹ, thưa quý vị, là bảo đảm về chất lượng, không có hóa chất, không có để độn trộn giống như cái đồ giống như ở Venezuela. Thì làm sao mà gọi là bên Trung Quốc người ta vẫn muốn rằng là dầu mình cứ mang tiếng đi nữa, nhưng mà mình muốn ăn mình phải ăn ngon, mà ăn bảo đảm. Tức là tiếp tục sau này sẽ trở lại mua. Đương nhiên như anh Hưng nói là có bị thương tích hay không, thì là trong giai đoạn 1, 2, 3 năm nông nghiệp của các cái tiểu bang đó sẽ khó khăn chút xíu, tức là gặp vất vả. Nhưng mà đó, sau khi mà vượt qua được rồi đó, thì Trung Quốc vẫn phải mua hàng của Mỹ. Dạ vâng. Bởi vậy cho nên Tổng thống Trump mới nói là chứ yểm trợ ngay cho 12 tỷ Mỹ Kim cho các nông nghiệp, cho những người nông gia ở tại Trung Mỹ. Cái đó chỉ là cái ngắn hạn, nó chưa có đủ. Nhưng mà cái điều mà Tổng thống Trump quýnh nó không phải chỉ có đơn giản là chiến tranh thương mại với Mỹ, với Trung Quốc. Dạ vâng. Nó là còn là một cái chuyện khác dài hơn. Nhất là khi mà đấu với, dùng Iran để đấu với Trung Quốc, nhưng mà người ta nhìn thấy rằng cái hiệp ước của Úc, Nhật và Mỹ, đó là cái hiệp ước người ta gọi là hai bên đấu nhau, con rồng trắng và con rồng đen sẽ đấu nhau như thế nào, là cái chuyện này đây. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, bây giờ là luật sư Hoàng Duy Hùng nói tới cái vấn đề chúng tôi tạm gọi là liên minh giữa Nhật, Úc và Mỹ đó, để chống lại một vành đai, một con đường của Trung Quốc. Với một cái sự kiện nữa, đó là thời gian vừa qua quý vị nghe tin tức là đài CNN đã được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và cho phóng viên ra để theo dõi, để ghi tường trình lại cái thực trạng của Biển Đông, trong đó có đảo Chữ Thập, đảo một số các hòn đảo ở Biển Đông, đó là trung quân sự hóa vân vân và vân vân. Thì hai cái vấn đề đó thì luật sư Hoàng Duy Hùng muốn phân tích cái gì trước? Cả hai sự kiện đều chỉ là cái hiện tượng bề nổi. Dạ để vâng. Chúng ta đưa đến những cái chuyện sâu hơn. Bây giờ phân tích cái liên minh bây trước. Bây giờ đã khoan đã chưa, cái liên minh đó từ từ đi. Dạ vâng. Cái điều mà anh Hưng Yên đưa ra là cái chi tiết về vấn đề mà quân sự hóa ở tại các cái hòn đảo, các cái đảo nhân tạo, là đảo Vằng Khanh, rồi đảo Gạc Ma mà Trung Cộng đã cướp được năm 1988 khỏi tay Việt Nam, đảo Subi và đảo Chữ Thập, là bốn cái đảo đó đó. Nha. Thì lần đầu tiên thưa quý vị, cách đây không lâu, anh Hư nói lâu không phải, trong tuần vừa rồi, mới đây trong thứ sáu thứ bảy gì đó, thì phóng viên của CNN được Bộ Hải quân của Hoa Kỳ, tức là được chấp nhận bởi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, cho đi gọi đi coi, đưa lên một máy bay rất là trên cao, tọa độ cao, để nhìn xuống bốn cái đảo đó và thấy rằng bốn cái đảo đó đó là ông Trung Cộng ông quân sự hóa ở đảo đó, họ xây ở tại cái đảo Gạc Ma đó là luôn cả cái tòa nhà 5 tầng, rồi ở tại Subi đó, đảo Subi đó thì máy bay đậu tràn ngập, rồi ở tạo đảo Vằng Khanh thì người ta nói rằng là đủ sức cho các cái chiến đấu cơ của Trung Quốc lên xuống, cho nên là coi như là Trung Cộng sẽ làm chủ cái Biển Đông trong những ngày tháng tới. Khi mà máy bay của Hoa Kỳ đi vào đó thì ở dưới á, là bên phía của Trung Cộng là gửi tín hiệu lên, bảo là anh hãy đi ra khỏi cái vòm trời này. Cái vòm trời này là cái vòm trời của Trung Quốc, anh đang xâm lấn cả không phận của Trung Cộng, của Trung Quốc, anh khỏi phải ra ngay lập tức, không đó là khiêu chiến. Thì bên phía của Hoa Kỳ trả lời lại rất là rõ ràng: chúng tôi đang làm bổn phận của quốc tế, tức là đây không có thuộc về chủ quyền quốc gia nào, đây là cái không phận chung, mà bây giờ anh áp đặt lên như vậy thì anh cái ngon thì anh bắn thử đi. Thì anh biết liền à, là Trung Cộng có bắn, thưa quý vị. Không, cái này tôi nghĩ là luật sư dùng thêm vô, chứ không đó là anh ngon bắn thử đi đâu phải không? Dạ thì cũng gần giống như vậy. Đó là ý mà. ý của cái người không, trong cái message mà gửi ra cũng cứng rắn lắm. Dạ vâng. Cái chữ nhưng là chữ nói rằng là bắn đi thì cũng nói vậy, nhưng mà tức là ý là chúng tôi đi gì là ai cứ làm gì thì làm đi. Dạ vâng. À. Nhưng mà chúng tôi nghe cái bản tin này chúng tôi đã ngứa lắm, thưa quý vị, là bởi vì là thực ra là trong cái lời mà đáp trả lại đó thì người ta trả lời đây không phải là thuộc cái chủ quyền 12 hải lý của các ông, mà đây là không phận quốc tế như luật sư Hoàng Duy Hùng có chia sẻ. Nhưng mà bây giờ thì chúng tôi nhìn đồng hồ hết giờ rồi. À không, anh Hưng ơi, mình hết giờ mà họ nói rõ ràng: chúng tôi đang làm bổn phận của
quốc tế, dạ, mọi quốc gia có ngang nhau, thưa anh Hưng Yên. Dạ, trở lại sau cái phần này. Anh có giỏi thì bấm thử coi. Dạ vâng, và chúng tôi tạm dừng vài phút cho thông tin thương mại và chúng tôi trở lại ngay sau vài thông tin thương mại. Quý vị trở lại trong một cái chủ đề của mỗi tuần một chuyện tuần này và tiếp tục phân tích trong cái liên minh Nhật, Hoa Kỳ và Úc Châu, cũng như là cái sự kiện đài CNN ghi nhận cái tình trạng thực trạng của quần đảo Trường Sa của Việt Nam và Trung Quốc đang quân sự hóa với một tốc độ rất là kinh hoàng. Kính mời quý vị trở lại sau vài thông tin thương mại sau đây.